Xin chào, chúng tôi có dòng xe điện cũ, đây là con 13, đây là con 133 M, 133 M, 4 bình bé, 48V 10A, giá hợp lý, bình mới, bảo hành 5 tháng. Đây còn một con 133S. Nhìn nữa nó long lanh thiếu yên. Giá hợp lý. Ở đây cũng 133S. Bên trong là con 133M. Đây là con 133M. Do đường nó bụi quá nên là đang làm đường nên là tôi bọc lại. Đây có một con 33M nữa, lành lành luôn. Xe rất long lanh. Bên trong là còn con địa hình cũ, ai lấy thì liên hệ. Còn điện cũ đấy, còn xe Hyundai điện cũ, con này giá siêu rẻ. Ba con 133M, hai con 133S, và một con xe địa hình cũ. Đèn còi xi nhan đầy đủ, điện căng đét luôn. Mày thế ạ. Này nó đèn này, đèn đây đời đầu. Thích thay đèn thì bên mình thay đèn cho. Quá khiếp, ngon lành. Sáng mưa xì luôn.